Trong chúng ta, nhất là chị em phụ nữ hay suy nghĩ, đàn ông là những người mạnh mẽ và không có gì để buồn và lo lắng. Không phải chăm con hay chỉ có việc đi làm kiếm tiền là xong. Nhưng không, đó chỉ là những thứ bên ngoài, có những thứ mà họ không bao giờ nói ra hay chỉ cam chịu một mình. Làm sao bạn biết được những giọt nước mắt của họ không rơi? Nó có rơi và rơi rất nhiều bạn ạ. Chẳng qua là nó chảy ngược vào trong mà thôi. Phong nhìn vào bóng tối mịt mù phía trước, cảm nhận từng tiếng thở dài trong đêm lặng. Anh ngồi bó gối bên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng tìm lấy một chút bình yên giữa những ngổn ngang trong lòng. Nhưng bình yên không còn chỗ trú ngụ trong cuộc đời anh nữa. Từng chút, Phong thấy mình như đang lún sâu vào cái hố tối tăm của cuộc đời, không có lối thoát. Phong đã từng hy vọng rằng khi anh cưới Hoa, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Họ sẽ chăm sóc nhau, cùng nuôi dạy con cái và cùng san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống không giống như những giấc mơ đơn giản. Mỗi ngày, anh thức dậy trong tiếng cãi vã của mẹ và vợ. Hoa và mẹ anh như hai cực đối lập, không thể dung hòa. Những chuyện nhỏ nhặt như nấu ăn, dọn dẹp hay nuôi dạy con cũng có thể trở thành nguyên nhân cho những cuộc tranh cãi bất tận. Có những lúc, Phong cố gắng đứng ra hòa giải, nhưng dường như mỗi lần anh lên tiếng, mọi chuyện lại càng thêm phức tạp. Mẹ thì trách anh bên vợ mà quên mất công lao của bà, còn Hoa lại nói rằng anh hèn nhát, không biết bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Những lời nói như dao cứa vào tim Phong, khiến anh cảm thấy mình thật bất lực. Nhìn hai đứa con nhỏ, lòng Phong quặn thắt. Chúng còn quá nhỏ để hiểu hết những mâu thuẫn trong gia đình, nhưng dường như mỗi lần nghe tiếng mẹ và bà nội tranh cãi, đôi mắt ngây thơ của chúng lại đượm buồn. Anh tự trách mình không thể mang lại cho con một ngôi nhà yên ấm, nơi chúng có thể vô tư lớn lên mà không phải chứng kiến những cuộc tranh chấp. Phong và Hoa đều là công nhân của một công ty gần nhà, lương bổng chẳng đáng là bao nhưng vẫn đủ để duy trì cuộc sống đạm bạc. Dù biết rằng mức lương chẳng thể giúp gia đình thoát khỏi khó khăn, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn làm việc, hy vọng rằng chỉ cần cố gắng, rồi cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng công ty ngày càng chèn ép nhân viên. Họ bắt nhân viên làm việc quá sức mà không trả tiền thêm giờ, còn liên tục trách mắng nếu ai đó tỏ ý than phiền. Phong cảm thấy mình như một con rối trong tay người khác, làm việc đến kiệt sức mà chẳng nhận được gì ngoài những ánh mắt coi thường. Cuối cùng, Phong không thể chịu nổi và quyết định nghỉ việc. Anh hy vọng sẽ sớm tìm được một công việc khác tốt hơn, nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc đó không hề dễ dàng. Anh thất nghiệp, không có thu nhập và cảm thấy bản thân mình trở nên vô dụng. Những ngày tháng ngồi ở nhà, đối diện với sự thất vọng của vợ, những ánh mắt buồn bã của mẹ và những ánh nhìn ngây thơ của con cái khiến Phong càng thêm đau khổ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Phong quyết định xin làm tài xế taxi. Công việc không dễ dàng như anh nghĩ. Khách hàng nhiều khi có thái độ khinh thường, xem thường anh chỉ vì anh là người lái taxi. Có người lớn tiếng quát mắng khi anh lỡ đi nhầm đường, có người lại tỏ vẻ khó chịu khi thấy anh không thể đáp ứng yêu cầu một cách nhanh chóng. Những lúc ấy, Phong chỉ biết nín lặng, nắm chặt tay vào vô lăng, cố gắng giữ cho lòng mình không nổi giận. Đêm nào Phong cũng làm việc đến khuya, hy vọng có thể kiếm thêm chút ít để lo cho gia đình. Nhưng mệt mỏi cả ngày lẫn đêm khiến anh kiệt sức. Cơ thể rã rời, tinh thần căng thẳng, anh gần như không còn đủ sức để đối diện với cuộc sống nữa. Mỗi lần về nhà, anh lại nghe tiếng cãi vã của mẹ và vợ. Tiếng khóc của con, tiếng la mắng của mẹ, tiếng oán trách của vợ. Tất cả như hòa vào nhau, tạo thành một giai điệu đầy ám ảnh khiến Phong thấy như mất phương hướng. Một đêm kia, sau khi kết thúc ca làm đêm, Phong bị một nhóm cướp chặn đường. Chúng lấy hết số tiền mà anh vừa cực khổ kiếm được. Phong đứng đó, bất lực nhìn theo đám cướp, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đó là tất cả số tiền anh đã vất vả kiếm ra, từng giọt mồ hôi, từng giờ làm việc trong đêm tối, tất cả đều đã tan biến. Trở về nhà, Phong bước vào trong bóng tối của căn nhà nhỏ, không nói một lời. Mẹ anh và Hoa lại cãi nhau, tiếng la hét vang lên từng hồi trong đêm lặng. Anh ngồi bệt xuống nền nhà, cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy mặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt khắc khổ, từng giọt như trút hết bao nỗi niềm, bao đau đớn trong lòng.
Phong tự hỏi, liệu có phải anh đã làm sai điều gì? Có phải anh là một người chồng tồi tệ, một người con vô dụng? Tại sao cuộc đời lại đối xử với anh như vậy? Từng giọt nước mắt lăn dài, từng dòng suy nghĩ xoáy sâu vào lòng Phong, khiến anh không còn cảm thấy mình đủ sức để tiếp tục nữa. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đã ngủ. Phong vẫn ngồi đó, bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nhìn vào khoảng không vô định. Anh nghĩ về cuộc đời mình, về những giấc mơ còn dang dở, về những lời hứa mà anh đã không thể thực hiện. Trong thâm tâm, anh chỉ mong muốn có một gia đình yên ấm, nơi các con anh có thể lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm. Nhưng cuộc đời anh lại chẳng khác gì một chuỗi bi kịch. Phong cảm thấy mình như người đứng bên bờ vực, nhìn xuống phía dưới là vực thẳm sâu hun hút, đầy bóng tối và cô độc. Anh tự hỏi mình có nên buông tay, rời khỏi cuộc đời này để thoát khỏi nỗi đau không thể chịu đựng. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Phong chợt nhớ đến đôi mắt ngây thơ của hai đứa con. Chúng còn quá nhỏ, chúng cần anh, và anh không thể để chúng lớn lên mà thiếu vắng một người cha. Sáng hôm sau, Phong đứng dậy, quyết tâm làm lại từ đầu. Anh biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng anh không thể từ bỏ. Vì gia đình, vì hai đứa con nhỏ, anh sẽ cố gắng hết sức để vượt qua tất cả. Phong sẽ không để những khó khăn làm gục ngã anh. Anh sẽ học cách chấp nhận, học cách nhẫn nhịn và học cách xây dựng lại từ những gì còn sót lại. Cuộc đời có thể đẩy Phong vào bóng tối, nhưng anh sẽ không bao giờ để bóng tối đó nuốt chửng mình. Trong lòng Phong, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé, nhưng nó sẽ luôn sáng và anh sẽ tiếp tục bước đi vì gia đình, vì những người mà anh yêu thương. Câu chuyện khép lại với một tia hy vọng mỏng manh nhưng mạnh mẽ, thể hiện sự kiên cường và lòng quyết tâm của người đàn ông đang đứng trước bờ vực của cuộc đời. Anh sẽ không buông bỏ, vì gia đình, vì những giấc mơ mà anh đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc.